Thưa quý vị và các bạn, cách đây 25 năm, ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập trong muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất và con người. Nhưng mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Minh chứng cho điều này là các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều thành công tốt đẹp, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt đều được quần chúng nhân dân ủng hộ, tham gia tích cực. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, sau 25 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp và đông đảo nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã khích lệ, động viên nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đông đảo nhân dân hăng hái tham gia. Đặc biệt trong những nhiệm kỳ qua, mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và nâng cao, tạo được sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và 5 chương trình hành động của mặt trận qua các nhiệm kỳ cụ thể. Qua đó đã làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó tập trung vào tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cho hộ nghèo với phương châm là không bỏ ai ở lại phía sau. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động kêu gọi hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt kêu gọi toàn dân có những việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết cùng cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, quyết tâm chiến thắng đại dịch. Đến nay, tổng số tiền các đơn vị ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đạt gần 35 tỷ đồng, bằng tiền mặt là 22,4 tỷ đồng, bằng hàng hóa, vật tư ước tính gần 13 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan, phân bổ hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm, thực phẩm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các đơn vị ủng hộ thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các khu cách ly tập trung của tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân. Qua đó đã vận động được nguồn lực xã hội giúp nhau vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 0,98%. Giai đoạn 2014-2020, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 62 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 300 nhà đại đoàn kết. Hàng năm tặng gần 5.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh nghèo học giỏi. Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 0,44%. Từ năm 2019, toàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công. Mặt trận đã chủ động
phối hợp với chính quyền, để các tổ chức thành viên để mà tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển huyện Bình Xuyên, tạo ra một cái sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân và phát triển huyện Bình Xuyên, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng về đất đai, đặc biệt là dành đất để mà thực hiện các cái dự án phát triển kinh tế trên địa bàn, xây dựng Bình Xuyên từ một cái huyện nông nghiệp những ngày đầu tái lập, bây giờ đã trở thành một cái huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh. Sau 25 năm tái lập tỉnh và thực hiện công cuộc đổi mới, từ một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp, Vĩnh Phúc đã vươn lên đứng trong top đầu các tỉnh miền Bắc. Hầu hết các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Năm 2021, 4 trên 9 huyện, thành phố trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến cơ sở, địa bàn, khu dân cư. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh mở chuyên mục, chuyên trang về xây dựng nông thôn mới nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, phản ánh các phong trào, giới thiệu những điển hình tiên tiến, mô hình mới về xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung nâng cao nhận thức, ý nghĩa và vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới, tăng cường giám sát và tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc của chúng tôi thì thực hiện cái nhiệm vụ là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là một cái nhiệm vụ rất quan trọng để tạo mọi niềm tin cho nhân dân để chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị này. Cụ thể bằng công việc thì có nghĩa là trước hết thì về xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng đã hô hào cùng với các ban ngành đoàn thể và các tổ chức chính trị là vận động nhân dân hiến đất để làm đường và các công trình phúc lợi. Thì trong những năm qua thì địa phương chúng tôi cũng đã, các hộ dân cũng đã hiến là trên 14.000 mét vuông đất để chúng ta phục vụ những công trình phúc lợi mà cũng không đòi hỏi gì. Với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Theo đó, qua hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam làm cho mỗi người dân hiểu rõ việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam là hành động thiết thực, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Các cấp hội, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động hàng chục nghìn lượt hội viên tích cực tham gia chương trình gắn với thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, triển khai các chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, phiên chợ tình nghĩa, gian hàng không đồng để đưa hàng Việt đến gần với người tiêu dùng hơn, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi nhanh nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh cũng đã yêu cầu các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các hiệp định thương mại khu vực và quốc tế, tận dụng hiệu quả cam kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa. Thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì đối với huyện Tam Đảo, chúng tôi cũng xác định là một cái huyện thứ nhất là khó khăn. Để xác định được cái hướng chỉ đạo thì chúng tôi đã tham mưu cho thành lập ban chỉ đạo của huyện và thường xuyên kiện toàn đảm bảo. Sau đó là đến cái việc cụ thể là ban chỉ đạo đến các cái đơn vị trên địa bàn huyện, là thứ nhất thông qua tất cả các hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là tham gia tuyên truyền trên tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi bằng các cái cuộc họp
sinh hoạt hội viên để tuyên truyền đến tất cả đoàn viên hội viên trên địa bàn huyện để thực hiện tốt cuộc vận động này. Công tác tuyên truyền vận động tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện thông qua việc thường xuyên tổ chức các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, sinh hoạt của các đoàn thể, tiếp tục củng cố tổ chức phát triển đoàn viên hội viên mới, tổ chức gặp mặt thăm hỏi động viên các chức sắc, các dân tộc, tôn giáo nhân dịp lễ trọng đại, thường xuyên đón tiếp đoàn đại biểu các dân tộc, tôn giáo, người có uy tín đến thăm và làm việc tại trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Nhìn lại kết quả hoạt động trong những năm qua, có thể khẳng định rằng với nội dung công tác có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chung của tỉnh và phù hợp với thực tiễn, phương thức hoạt động được đổi mới, hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành ghi nhận, nhân dân đồng tình đánh giá cao.